Nếu như bạn chưa biết thì với Đông y, Long nhãn là một vị thuốc có ích lợi trong vấn đề bổ huyết. Ích trí và kiện tỳ, không những bổ khí mà còn bổ huyết, bên cạnh đó thì Long nhãn còn có tác dụng hiệu quả trong việc mất ngủ, mang lại những giấc ngủ sâu và thoải mái vào hôm sau, ngoài ra thì hạt nhãn tán thành bột được gọi là lệ châu. Người ta sử dụng lệ châu để áp dụng vào những trường hợp là cầm máu khi có vết thương. Nó còn có tác dụng giảm đau rõ rệt, chóng phục hồi da và không để lại sẹo sau vết thương đó vỏ ngoài của quả nhãn được người ta nghiền thành bột và có công dụng hiệu quả trong việc chữa bỏng long nhãn được sử dụng phổ biến trong đông y với tác dụng to lớn đó là điều hòa cơ thể khi bị chứng suy nhược thần kinh dẫn đến mất ngủ hay lo âu nó sẽ giúp điều hòa khí huyết mang lại cảm giác ăn ngon và giấc ngủ sâu cách ngâm rượu long nhãn đúng chuẩn để có thể phát huy hết những gì mà long nhãn mang lại thì bạn có thể dùng nó để ngâm rượu và sử dụng dần nếu như uống có khoa học với liều lượng hợp lý một cách đều đặn thì chắc chắn rằng sẽ có được những lợi ích tích cực cho sức khỏe của bạn. Trên thực tế thì sẽ có hai cách ngâm rượu long nhãn, khi ngâm thì nên chọn nhãn hưng yên, có độ ngọt và cùi dày. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ngay sau đây, cách ngâm rượu long nhãn tươi, trước hết thì bạn sẽ cần đến việc chuẩn bị rượu trắng tươi từ 5 cho đến 6 lít ở 40 độ khoảng 1 kg long nhãn tươi và bình thủy tinh để ngâm rượu, tránh sử dụng bình nhựa để khỏi ảnh hưởng tới sức khỏe về lâu dài. Với việc ngâm tươi thì bạn sẽ làm nhanh gọn hơn, hơn nữa lại không hề phức tạp cụ thể như sau. Bạn sẽ bóc quả nhãn tươi và bỏ hạt, lấy phần cùi dày, rửa bình thủy tinh sạch và lau khô kỹ càng. Cho nhãn vào ngâm theo tỷ lệ là 1 kg long nhãn sẽ đi kèm với 5 cho đến lít rượu, chỉ cần bảo quản kín trong vòng từ 2 cho đến 3 tháng là bạn đã có thể lấy ra và thưởng thức. Nếu như bạn muốn rượu có độ ngọt như vang thì có thể áp dụng cách ủ long nhãn với đường. Sau khi lên men khoảng 30 ngày thì đổ rượu vào, tuy nhiên thì khi ủ như vậy thì dễ xuất hiện những con bọ. Bạn sẽ đổ đường ngập long nhãn để khắc phục hiệu quả vấn đề này, cách ngâm rượu long nhãn khô. Với cách ngâm rượu long nhãn khô thì nhiều người áp dụng hơn, đơn giản là vì long nhãn khô sẽ có được mùi thơm đặc trưng của nó sẽ rất hoàn hảo khi mà long nhãn sấy khô được hòa quyện vào rượu và tạo nên thức uống đậm đà bổ dưỡng. ưu điểm lớn nhất của cách ngâm này đó là bảo quản lâu hơn loại ngâm tươi, cách làm như sau. Bạn sẽ chuẩn bị khoảng 1kg long nhãn đã sấy khi và khoảng 9 cho đến 10 lít rượu trắng đảm bảo chất lượng. Vẫn là bình thủy tinh để đựng rượu ngâm để đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng, bạn sẽ cần chuẩn bị một chậu nước ấm và ngâm long nhãn với nước ấm trong khoảng 30 phút. Bạn sẽ vớt long nhãn ra và để ráo nước trong vòng 4 tiếng đồng hồ, bạn sẽ cho long nhãn và bình thủy tinh như tỷ lệ đã chuẩn bị sẵn. Chỉ cần đợi trong khoảng 2 cho đến 3 tháng là đã có thể sử dụng được với sự thơm ngon đậm đà. Cách này được rất nhiều người thực hiện vì những ưu điểm vốn có của nó hơn là ngâm rượu long nhãn tươi. Không chỉ bảo quản được lâu hơn mà còn có thể có được mùi hương thực sự ấn tượng.